Nhà bà lâu sao? Tiểu Ngọc Nữ chào ngài Bạch Long, ngài đi dự tiệc bàn đào về sao? Phải rồi, Tiểu Ngọc Nữ đi tuần sau. Dạ phải, mà giờ con Hắc Tinh nó biến ra thành 10 con yêu quái. Không biết mình tôi có đối phó với nó được không nữa? Tiểu Ngọc Nữ cứ yên tâm, nếu có gì khó khăn, ta sẽ hỗ trợ phía sau. Tiểu Ngọc Nữ cảm ơn ngài Bạch Long. Ta muốn lên thiên đình làm quan, mà đám Nam Tào Bắc Đẩu cứ cản trở ta. Còn cử Tiểu Ngọc Nữ đến đây để đối phó ta, nằm mơ. Ta sẽ giàn trận để đối phó. Ta sẽ biến thành 10 người để xem Tiểu Ngọc Nữ đối phó ta kiểu gì. Mười người là do ta biến, xem Tiểu Ngọc Nữ có đủ tài đối phó ta không. Tiểu Ngọc Nữ, ta tạm thời phải lánh mặt cái đã. Quý Hắc Tinh, hãy hiện nguyên hình mau. Quý Hắc Tinh, nếu không hiện nguyên hình, ta sẽ cho ném đòn kim cô. Ông quỷ kia, hãy mau hiện hình. Ai là lôi ồm xòm đây? Con mấy kia, đỡ thứ ồm xòm ai ở đây vậy? Ta đang nói ông đó, ông quỷ ạ. Ta là thần ở vùng này, vậy mà đến đây không lễ phép chào ta, lại còn to tiếng, thật là không biết phép tắc. Ta không phải bé như ông tưởng, mà đó có mắt ta. Ta gần 18 tuổi rồi. Hãy còn mòn một lắm, chứ hiểu gì chuyện đời cả. Vài ngày tới ta sẽ lên thiên đình làm quan. Cô bé bồng bột đã. Thật là ngông cuồng, hãy xem đây. Ái chà, gãy ngứa cho ta, gãy ngứa cho ta, gãy ngứa cho ta. Còn bé kia lại gãy cho ta đỡ ngứa. Cháu ngoan của ta,
Cháu hãy về bám ngay Ngọc Hoàng, để cho ta một chiếc quan, vài bữa nữa ta sẽ lên thiên đình làm quan. Ông thì có cái tài gì chứ? Con bé kia lại khinh thường ta rồi. Hãy xem ta biểu diễn đây. Đây là quan Thanh Liêm. Ký. Sao? Còn đây là quan Nhũng Nhiêu. Ớ, không được. Biết điều đấy. Ngươi lầm rồi. Ở thiên đình, ở con tiên, làm gì có quan Nhũng Nhiễu. Ngươi muốn bôi xấu thiên đình sao? Hãy coi chừng cây đôi chân nhà ngươi đó. Chân của ta có sao đâu, vẫn chắc khỏe mà. Vèo đèo lội suối vẫn dẻo dài đó thầy. Thiên đình không dám sao quyền chức cho ta, thì hãy quay chồng nguyên chiến. Nguyên chiến thật là ngông cuồng. Ta phải bắt quỷ Hát Tinh về thiên đình trừng trị. Hãy xem đây. Để xem ngươi làm cách nào đối phó được ta. Hả? Ấy chà, ta chưa kịp thở ngươi lại tấn công tiếp. Ngươi không làm gì được ta đâu. Ta cho ông na chân. Tuy ta 100 tuổi nhưng vẫn còn chiến đấu tốt. Tóc tai ta không được gọn gàng cho lắm. À, lại đánh nhau tiếp à? Ta bắt được bà bối của nhà ngươi rồi. Giờ ta dùng bà bối của nhà ngươi để đánh lại nhà ngươi. Hãy xem đây. Ngươi khá lắm. Được. Ngươi khá lắm. Cô phụ đề các thứ tiếng.